anh mượn cho em một cái đường điện ở đây nhé. Cho mượn cái đường điện ở đây. Hello anh em, tiếp tục lại quay trở lại với clip đi bàn giao những cấu hình âm thanh cho khách. Thì bây giờ là cuối năm rồi, thì một ngày bên Huy phải nhận rất là nhiều đơn hàng ha. Thì hôm nay là hiện tại Huy đang có mặt ở tại quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thì sẽ bàn giao một cấu hình Array đây mọi người, một cấu hình Array quen thuộc đúng không ạ? Sử dụng cho khoảng 350 khách ở ngoài trời. Cấu hình này thì chúng ta đang sử dụng là hai cặp Array 40 ADD Pro. Thì đây là dòng Array 40 đồng bộ từ Neo ha. Và sản phẩm này thì bên Huy đã thiết kế kích thước của nó rất là nhỏ gọn và rất là nhẹ. Đó, 40 nhưng mà kích thước chiều ngang nó chỉ bằng các sản phẩm Line Array 30 phổ thông ngoài thị trường thôi. Và một cặp súc 50 ADD Pro súc và Array. Đó. Đây, cái này thì bên Huy đã tháo ra rồi mọi người này. Array rất là đẹp ha. Đây, anh camera sẽ quay qua bên này cho tất cả khán giả xem. Rất sơn rất là chất lượng, rất là dày ha. Ván thì toàn bộ thùng là ván ép nhập nhập mã lai, chất lượng chống mưa, chống nắng, chống nước và thoải mái luôn nha anh em. Đó. Đây, phía sau biểu tượng phía sau là cái logo hình nốt nhạc cho mọi người. Súc cũng vậy. Súc thì logo ở hai bên hông đây. Đó, rất là chất ha. Chắc là để tranh thủ qua đầu giờ chiều mình test anh nhỉ. Đợi xíu qua đầu giờ mình test. Máy thì chúng ta sử dụng mixer MX8/2. Và bên dưới thì chúng ta sẽ có bốn thiết bị, một con đẩy 4 kênh, quan là V9/4 sẽ đánh súc và đánh array ha. Và bộ mic ADD Pro KR902. Vang số quan FX10 Plus thì sẽ xử lý nhạc này, echo reverb này, chống hú này, và Huy sẽ móc echo rời lên bàn mixer luôn. Đó, một con này nó rất là nhiều chức năng anh em. Và quản lý nguồn điện quan là V802. Đó, đây là bộ máy. Thì bộ này thì hôm nay bên Huy bàn giao đây, nhưng mà sau này thì anh khách sẽ gửi về tới Khánh Hòa làm show ha. Hôm nay là giờ là một giờ kém, bây giờ là phải đợi qua đến một giờ đầu giờ chiều thì chúng ta sẽ bắt đầu setup ha. Rồi, xin mời tất cả các bạn chúng ta cùng theo dõi. Em hướng dẫn cho rồi anh nhớ đấy, rồi lát nữa anh vận hành thử nha. Tại vì anh nắm được hết xong rồi mình mới test, không phải sợ hàng xóm đây người ta nói. Hiện tại thì bên Huy đã setup xong rồi nha mọi người. Nhưng mà hôm nay thì quá trình bàn giao nó hơi đặc biệt một chút, đó là ở đây thì khu đông dân cư và buổi trưa mọi người. Chính vì thế là bên Huy setup xong rồi, hướng dẫn cho anh ấy dùng xong rồi lát nữa sẽ test xong. Như áng mây, như cánh chim bay qua bầu trời, cuối kinh hài một vài giờ buồn. Tôi muốn nói lên tròn lời tình, khi ta yên vẫn còn tin một người quên. Chưa nắng cháy sợ gió núi, sợ sóng khơi ta vỡ mộng, nên tôi nghẹn lời ôm hùng đời gần con lẽ. Hay sầu còn yên bây giờ mẹ chưa tin con, khi thấy mai đào nở vàng bên nước, năm chuông cũng hẹn đầu xuân sẽ về, nay em bay đầy chỉ ngó mà tin con vẫn xa. Ôi nhớ giấc nào mùa trời yên vui, nghe pháo giao mùa rộn vang nơi nơi, bên mái chiếc thèo ngồi quanh bên hồ, trống bánh chơi chờ trời sáng đỏ hay những đôi. Đàn trẻ thơ ngây chờ mong anh trai sẽ đem về cho ta áo mới, mà ngày xưa đi quê sống gì. Con biết bây giờ mẹ chưa kể cho,
Nhưng nếu con về bạn bè thương mong, bao lứa trái cùng cho xuân chiến trường, không lẽ riêng mình để mầm. Mẹ ơi con suốt ngày vắng nhà, ngày bình yêu anh đâu hay tin ta rằng tôi để bước thoát tâm hạn. Em không cho đời biệt sư về làm chi rồi anh lặng lẽ xa đi, gom gom yêu thương quê nhà dần hết cho người tình xa. Anh đâu từ của ngày đã nằm dây tơ một thoáng tim anh đã thơ giọt kiếp anh vừa sầu nhớ. Nói đi em cả đời mình mãi đi tìm, cả đời mình xây ước mơ do đôi ngày mong được đến thơ. Cuối cùng tình là mơ mơ, cho anh xin một đêm trắng tối, người đông to cả năm xưa dâng hết cho lần yêu cuối. Rồi từng đêm nhịp bước cô đơn, em không cho riêng. Hôm nay là một cái buổi bàn giao rất là nhanh ha mọi người, tại vì là giờ buổi trưa mà, cho nên là Bùi Thuy hạn chế test nhạc, chủ yếu là set up này và hướng dẫn cho anh khách sử dụng cái hệ thống này thôi. Còn cái quá trình bàn giao thì không, hoàn toàn không có test nhạc ha, tại vì giờ buổi trưa test thì rất là phiền hàng xóm ở đây. Rồi cấu hình này đã xong hoàn toàn rồi, bây giờ thì sẽ chuyển vào trong phòng và hôm sau anh khách sẽ gửi về Khánh Hòa ha. Mọi người thấy hay thì nhớ cho Huy xin một like video và nhớ nhấn đăng ký kênh YouTube để cập nhật thêm những clip mới của bên Huy ha. Rồi xin cảm ơn tất cả mọi người. Mở khóa ra bánh xe có khóa. Dây này hôm nào anh đóng hàng anh gửi cho anh nhớ tháo ra nhé.